Niềm vui của ngày hôm nay là quê miền Bắc mình nó đã dịu đi rồi các bạn ạ. Thế nhưng mà không vui hơn là mỗi một lần bước chân vào trong này là mình đã phải chạm mặt tới nó. Một cái khuôn mặt không hề yêu một chút xíu nào luôn. Mình chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hôm nay thời tiết mát mẻ thì mình lại vào đây kiểm tra một số các con chim, những cái tổ chim của mình ở trong cái AV này của mình, xem cái sự phát triển của nó như thế nào. Thì mời các bạn cùng theo dõi với Long Đen nhé. Mình nghĩ là xuất hiện thêm một tổ chim mới nữa rồi đấy các bạn ạ. Vui nhất là mỗi một lần vào trong AV này là các bạn này, là nhìn thấy gia đình chim Manh Manh ấy, nó có một cái cuộc sống hạnh phúc là mình cảm thấy rất chi là vui rồi. Sau đó là tiếp tục lại chia sẻ với các bạn, đó chính là chim gáy của mình lại đẻ tiếp rồi. Kìa, nó đang nằm ở trong cái vế góc kia rồi các bạn kìa, đấy, trong hũ đấy. Và cái điều thứ hai nữa là muốn gửi tới cho các bạn, đó chính là cái tổ chim Manh Manh. Con mẹ nó vừa nuôi con nhưng mà nó lại vừa làm tổ tiếp ở trên chính cái cây phong lan này của mình đấy các bạn. Đấy, đấy chính là tổ chim phong. À xin lỗi các bạn, đó là tổ chim Manh Manh đấy. Mình cũng không nghĩ rằng là chúng nó lại mau sinh sản đến vậy đâu. Nó vừa nuôi con mà nó lại vừa cảm giác để làm tổ được ở trên cái chậu hoa lan này của mình, thì đó là một cái điều rất chi là phấn khởi. Còn trên vế cao cao này các bạn này, đó là chính là cái con chim gáy mà trà vừa rồi nó sinh sản được độc một con đấy. Bên cạnh nó thì không biết là bố hay là mẹ, thế nhưng mà bên tay phải của các bạn thì đó chính là cái con đấy. Con này thì lần này thì nó khỏe hơn, chắc là mẹ nó nuôi một mình nó thì nó khỏe hơn, nó không có cái hiện tượng là nó bò dưới đất nữa đâu. Vui thật. Các bạn thử nhìn xem đây có phải là cái tổ chim, một cái tổ chim nữa không các bạn đây? Các bạn nhìn xem có phải một tổ chim nữa không? Ở tầm thấp này mình không nhìn rõ, thế nhưng mà mình nhìn thấy là cặp vợ chồng ngũ sắc của mình ấy là nó cứ... À Quế Lâm, xin lỗi các bạn, Quế Lâm. Nó cứ nhảy vào đây để nó làm tổ ấy. Mình nhìn thấy nó nhảy vào thôi, tức là nhảy ra là nhảy vào thôi, nhưng không nhìn thấy nó cảm giác. Nhưng mà nhìn ở dưới cái hũ này thì mình lại thấy nó có rác, thành ra là mình cũng nghi ngờ, thì các bạn nhìn xem có phải không. Nếu như thực sự đó là cái tổ chim của Quế Lâm thì là quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Thì có điều mà mình mong ước của chúng nó là cứ chỉ cần sinh sôi lầy lở thế là vui rồi. Còn bây giờ thì chia sẻ với các bạn một niềm vui là như vậy thôi, để mình tìm đường mình chạy ra thôi. Tạm biệt các bạn. Ủa? Ôi, suýt nữa thì sóng. Đấy, mỗi lần ra vào cẩn thận lắm các bạn ạ. Lều. Tít. Tít đây. Đấy, nuôi nó phải thuần như này các bạn ạ. Hôm vừa rồi thì chắc hẳn là rất nhiều các bạn cũng nhớ là mình mượn của Hiệp được một con gà Bắc Tít Lửa ấy. Thế nhưng mà nó nhát quá, thế là thành ra là cái nó cũng ảnh hưởng tới cái việc sinh sản rất chi là nhiều. Thì hôm nay thì mình đã giả con tít trống đi rồi, chốc chắc là phải lên mượn con tít mơ về thôi. Là hôm nay thả nó mẹ nó ra chơi. Đi ra đây chơi nhá. Đấy, lên tay. Đấy, lên tay. Ấy, lên tay chưa? Các bạn thấy thế nào? Tạm được đấy chứ nhỉ? Ở đây để anh mang con ra. Tít con ơi, ra thăm mẹ không? Hai mẹ con giống hệt nhau luôn. Để mình bắt con ra cho các bạn xem nhé. Giống hệt mẹ luôn. Ấy trời, các bạn nhìn này. Giống hệt mẹ nó luôn nhỉ? Có một cái màu kiểu như màu vàng đồng ấy, giống hệt mẹ luôn. Thế con nhận ra mẹ không? Con nhận ra mẹ không em? Em có nhận ra mẹ không? Bây giờ chắc là như người dưng thôi nhỉ? Đi ra với mẹ hay nào? Đi ra chơi với mẹ à? Hai mẹ con màu giống hệt nhau luôn đấy. Hai mẹ con chơi với nhau đi. Đây là cái kết quả của cái sự mình gọi là vun đắp cho cái công chăm sóc đấy các bạn ạ. Mình thì cũng cố gắng để cho nó lở rất là nhiều. Thế nhưng mà cái chất lượng kiểu trống nó kém ấy, thì là thành ra là cũng không có được nhiều. Chỉ được một con duy nhất như này thôi. Còn mấy con kia thì mình chưa nói trước được điều gì ấy. Rồi ở đây. Chí. Con mẹ nó vẫn thuần hơn. Lo sợ con mẹ nó đấy. Lên tay. Lên tay.
lên. Trông form dáng cũng đẹp ghê đây. Giờ chỉ cần cái con trống lửa của Hiệp đấy, nếu mà nó thử ra con thì khá là đẹp đấy. Thế nhưng mà thôi, duyên kỳ ngộ chả được, thì đành lại phải giả về chủ vậy. Sau rồi tí nữa mình lên mượn con mơ thì con mơ của nó thì không được đẹp bằng con tía lửa đấy. Thế nhưng mà thôi, cứ nhân giống ra, cứ được con là thích rồi. Nghe. Anh làm gì ở đấy mà em cứ thấy anh cứ lẩm bẩm như đang cúng ở đấy này. Đang cho con gà mẹ gặp cái con gà con, mà cho con gà con gặp con gà mẹ, mà điều kiện cho mấy con vật nó uống thuốc đấy. À thế à? Phi vụ gì mà ghê đấy. Thì em có cái món này, anh tính xem là giải nhiệt mùa hè làm nào. Món gì đấy? Mực à? Chả biết. Mực bây giờ chỉ còn nước uống bia thôi. Nước uống bia? Nước uống bia thôi, chả có làm cái món gì cả. Thế giờ anh thiết kế đi. Nhưng mà ngon nhỉ? À không, hôm nay anh thấy có một cái chương trình rất là hay. Có khả năng anh nghe ở trên mạng, kiểu như người ta chia sẻ là ngon lắm, không biết ngon không. Để anh cho con gà này xuống. Xuống đây để anh tí nữa anh đi mượn mượn chồng về cho. Không xuống đấy. Các bạn thấy có wax select chưa? Mới hôm nay mới coi như là thời tiết giảm nhiệt độ cá mà mẹ cháu lại hôm nay lại còn hạ nhiệt cho mình như này. Nhưng mà thôi được rồi, mình sẽ triển khai một cái món nho nhỏ gọi là để tăng thêm gọi là cái sự thòm thèm. Để gửi tới cho các bạn một cái video gọi là có một chút gì đó gọi là mà lem mà lem mà lem. Yeah. Nhìn mấy cái con mực này ngon quá các bạn nhỉ. Nhưng mà mình đang sử dụng vẫn bằng chiếc song 14 truyền thống của gia đình nhà mình đây này. À không biết vợ mình mang bia đâu. Em ơi, mang bia đây cho anh cái. Đâu, em bật lắp bia ra, em đổ ở đây cho anh. Cho nó ngập bia đi. Bởi vì là mình thì đấy, như ban đầu mình đã nói với các bạn rồi, thấy người ta làm ngon ơi là ngon luôn. Thế mà nhưng mà mình còn chưa được ăn bao giờ. Thế cho nên hôm nay cũng cực kỳ tò mò cái món này luôn nhá. Người ta bảo là phải ngâm, ngâm cho nó, mình gọi là nó lở ra, sau đó là cho lên bếp đun lên, sau đó là nó sẽ trở thành như một con mực tươi, thì không biết có phải không. Càng đấy càng đấy. Ây chà chà. Đây mình để anh mang ra đây cho mọi người xem nào. Ây da, ngập chưa? Thôi thế thôi, mới được 2 non đúng không? 2 non mà đã nhiều này á. Thì bây giờ mình tạm thời mình ngâm đã. Mình ngâm cho nó 15-20 phút đi. Nhờ. Ê, tay này đúng là bếp củi có khác. Giờ bây giờ thì em lấy cho anh vung, em đậy vào đây. Mình tạm thời mình ngâm 15-20 phút để anh lên nhà Hiệp anh mượn cái con gà trống cái đã. Cứ ngâm đã. Lại mượn. Ừ, lại phải mượn bởi vì là nhà mình trống của mình không đẹp. Mình muốn thử đẹp đẹp một chút xíu nhá. Cái này nó ghi cho thêm non nữa mà nhân. Chốc, chốc đúng lúc nào mình đun thì mình cho thêm non nữa. Thanh niên đi đâu về đây? Ghê quá ha. Ai à? Mua dế. Mua dế à? Đợt này chim non nhiều khác, vất vả quá nhỉ. Đợt này bối bổ cho mấy cặp bố mẹ. Tình hình lại cho chú mượn con gà mơ về để chú nhân giống ngay. Mấy này rảnh thì xuống tí nữa xuống chú làm con mực. Hôm nay vợ tự dưng nó chở trời, nó bảo là hạ nhiệt mua cho con mực mà chả biết chế biến kiểu gì. À. À được rồi. Thì có ăn là đến. Ôi có ăn là đến nghe. À? Em có 35 triệu thôi mà sao cứ giấu quanh thế? Quay đây xem nào. 35 triệu thôi mà cứ giấu quanh ghê thật đấy. Đây này. Làm sao đây? Lại đắn nhau à? Đấy. Ăn hùng anh tưởng cho nắm cơ. Đấy nó phải thuần như này này. À. Nó phải thuần như thế này thì nó mới đạp máy nó mới tốt này. Hàng này hàng thuần đét. Thuần đét à? Ôi da bim bim kìa. Rồi ok nhá mượn nhá. Nếu mà xuống thì tí nữa xuống nhá. Bây giờ để về đấy, về để chế biến đi không thì muộn mất rồi nhá. Rảnh tắm tắm cho nó cái. Tắm gì? Tắm nước á? À, tắm nước muối hay tắm nước sôi? Rồi, bây giờ để mình mang về cho nó con mái nó đạp gấp rồi các bạn ạ. Về đây bên nhau ta lối lại tình xưa. Em ơi. Ôi ôi ôi. Xuống. Ôi xuống. Đấy, trời ghê chưa? Đấy. Gà thuần nuôi nó sướng hẳn các bạn ạ. Này xuống đây với người yêu. Đây xuống đây với người yêu nhá. Em ơi, xong chưa? Chất bếp xong chưa? Rồi để anh chế biến món nhá. Anh vừa bảo Hiệp là tí nữa xuống đây thưởng thức cái miếng mực xem là chú mày làm xem thế nào. Ây chà chà, đi xuống đây. Đây gà bằng ti ti đấy, nó ối tiền đấy, đừng đùa. Ơ nhỉ, nó không lở lên được nhiều nhỉ. Thế này mà sao ở trên mạng nó bảo khi mà thấy nó làm nó lở to lắm như là con mực tươi hẳn luôn. Anh
Tôi chết rồi, hay là lại bị chim lừa rồi. Nhưng mà thôi bây giờ nên lại phải đã đâm lao thì phải theo lao thôi các bạn ạ. Đặt lên đây. Có khi là cho em cho thêm một lon bia nữa. Anh cứ mở ra để theo dõi xem là sao. Cho một lon bia nữa, nhà giàu tiếc gì con lợn què đúng không nhỉ? Ấy trời ơi. À sao cho anh đôi đũa nữa. Tăng cường thêm một lon bia nữa các bạn ạ. Ấy. Mình nhiều lúc cũng tin người. Không biết là có ngon thật hay không, nhưng bây giờ mình chưa dám khẳng định là người ta là người xấu đúng không nhỉ? Nhưng mình cứ thử làm thử theo đúng như kiểu người ta. Bây giờ vội khẳng định quá là trách oan người ta thì chết đúng không? Mình phải kiểm tra xem là thế nào đã chứ. Nhưng mà chửa gì, nhưng mà tiền mực là mất 200 mấy mẹ mày nhỉ? 240.000, 240 chứ. Không, 240. 240 là 240 thế nào? Cộng thêm 3 lon bia nữa, cứ gọi là 8.000 một lon bia, 8324 nữa. Ai chà chà. Hôm nay cụ to đấy. Đậy cái vung vào cho nó giữ nhiệt. Có cái bếp củi này tiện phết đấy các bạn. Ai già đỡ tốn ga bao nhiêu đấy. Ai chà chà, mình ngửi thấy mùi thơm này các bạn. Ui. Nó bốc cái mùi bia của men bia ra thơm ơi là thơm này các bạn này. Na. Ôi. Không biết nó kiểu gì đây, nó vẫn xoăn các bạn, nó vẫn xoăn xoăn choi choi này. Sao nó không lở ra nhỉ? Hay là phải linh thêm một chút nữa nhỉ? Để mình xem nào. Không biết là có đúng quy trình hay không đây. Rồi để mình linh thêm một chút xíu nữa các bạn. Thế ấn nó vẫn còn dai dai. Linh thêm một chút nữa đi. Đấy, cảm ơn anh nhá. Anh ngửi thấy mùi thơm rồi, anh ngửi thấy mùi thơm rồi. Úi chà chà. Đấy, nó là như thế này đấy em ạ. Thế này có mà say cả chấy. Say cả chấy á? Có uống gì đâu mà say. Bia à, cũng có bia nó ngấm vào thật đấy. Làm gì đấy, thơm không? Thơm thơm, mùi bia. Thơm thơm mùi bia này. Hỏi. Con này phải em, con này sau rửa đi cái nó lại cho vào. Em hướng gần gần vào chứ nhỉ. Rồi, bây giờ em rửa anh con kia. Vợ chồng kêu to cơ. Giật mình mà. Để sau cho vào lồi bia luôn. Việt Nam có tính cần cù, mực rơi xuống đất thổi phù ăn luôn. Đấy nha. Rồi. Đấy, lại ngon lành cành đào ngay mà. Đấy để anh gọi Hiệp nó xuống. Gọi Hiệp xuống làm miếng thưởng thức miếng. À bảo em con em bảo Linh mới lại Hiệp đi. Ngủ hết rồi. Ngủ hết rồi. Đi học về khổ thế đấy. Không biết học hành kiểu gì mà về tới nhà cái là buồn ngủ ngay. Ô dê. Rồi. Mình em. Ê trời ơi. Đúng là một cái bầu trời coi như là quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Ở trong cái khí hậu gió mát như này mà thưởng thức một chút xíu như này thì quá ngon đúng không? Thế nhưng mà khách khứa nào mà giờ vẫn chưa tới nhỉ? Gọi mấy cuộc mà vẫn chưa tới đấy các bạn ạ. Đón khách. Trời ơi. Đón khách. Em ơi. Em cắt lấy cái kéo em cắt ra giúp anh một chút xíu. Vào đi cháu ơi. Hôm nay thì nó cũng chẳng có nhiều nên nó chẳng dám mời đến anh em đông. Thì cũng bảo Linh bảo Hiệp nhưng mà chúng nó ngủ kỹ quá. Không, đố biết ăn cái kiểu gì để xem cái kiểu gì đấy. Mực một nắng. Nhìn giống thôi chứ gì. Không phải. Cho mà có đoán cả. Chín cái đây. Chỉ danh nữa được rồi, để chú ăn trước cho mà xem. Nhà mày cắt một cái miếng nào nó đậm đà một chút xíu nào. Đây. Đây nhá, chú ăn trước xem tránh xem có độc không nhá. Long Đen và mọi người mời tất cả các bạn thưởng thức với gia đình một miếng nhá. Hai vợ chồng hại dình độc nhau. Mình em. Ăn đi. Đây. Ăn trước đi. Ăn trước đi nhỉ? Ừ được. Dai thế nhỉ? Cháu xin nhớ là Hiệp nó sợ con đồng. Nhà đi. Không dai mà cũng không kiểu như giòn. Ăn đi để sau xem thế nào. Mời mọi người nhá. Mọi người mời mình. Đây. Giờ chú mới chia sẻ này. Đây là đáng lý là ngâm thêm một chút xíu nữa hoặc linh thêm một chút xíu nữa thì nó sẽ ngon hơn. Làm mực này nó là mực khô.
nó là mực khô. Sau đó là chú ngâm bia đi. Đấy, cái thời gian mà chú ngâm bia là chú lên mượn gà đấy. Thì về chú lại linh bằng lửa nữa, nhưng mà chú thấy cảm giác nó hình như là vẫn hơi thiếu lửa một chút xíu. Nó nở ra. Ừ. Từ đó nó còn... Ăn đi. Đang nhìn nhỉ, xem có độc không à? Kiêu. Ăn đi. Sao vậy chắc? Ừ. Thầy cả con rồi. Tuyệt vời luôn ạ. Cứ bớt lại cho con một con được. Đấy. Các bạn thông cảm nhé, Ninh Minh Hiệp nhà mình hôm nay buồn quá. Hôm nay các kiểu như là cháu nó kiểu như đi học về nó mỏi ấy. Trời nắng này, có một chút hơi anh nắng thôi. Ăn cái người nó dai hơn là cái dâu. Ăn người là dai hơn dâu á. Đang đi vào được Linh qua thêm được 15 phút nữa thì ngon. Nhưng mà em cắt hết rút kinh nghiệm. Rồi. Em cứ cắt hết ra đi. Ừ. Mực không có Coca Cola. Ừ nhỉ. Có cả Coca. Có đây, Coca đây. Ừ. Thế mà lại giấu nhau thế. Coca cũng vối sao? Xê. Nước thanh lọc cơ thể đấy, không phải xê đâu. Ừ. Kỳ quá. Thật chưa? Ngon. Thôi, đường nào giấu mồm rồi. Chú ăn nốt con này nhá. Ăn nốt cái dâu này. Tưởng quên, đang để ý. Wow, các bạn nhìn này. Quá tuyệt vời luôn. Wow. Phải nói là hôm nay lần đầu tiên mình làm cái món này ấy, mà cái cảm giác ăn nó có cái vị dai dai mà nói chung là đặc trưng lắm các bạn. Ăn này đấy giòn nhỉ. Ăn dâu giòn hơn người. Ừ. Tuyệt vời đúng không? Tại sao dâu mực lại ngon hơn nhỉ? Đây. Dại mồm dại miệng toàn ăn dâu. Dai dai một cái vị đặc trưng của nó à. Đây, chấm sang đây. Ui dồi ôi. Thôi, sai 5 quân tí cho nó ngon các bạn. Xôi ôi. Phê. Bao ngon, bao phê. Được vậy. Bao giờ được ra biển ý, cầm con mực sống. Miếng này không giấu mồm nhá. Ăn. Miếng này không giấu mồm nhá. Đâu. Ừ. Chín nhá. Nhá. Chín mời. Nè. Là các bạn nhìn này. Ăn đây. Mẹ cháu làm miếng không phải tội. Nhờ. Đây này anh chấm cho. Quá tuyệt vời luôn. Đây là nước anh lọc cơ thể của em à? Uống vào hát thành tiên luôn à? Không. Không. Uống vào có trắng da luôn à? Không. Không trắng da. Uống phát là lọc cơ thể luôn ấy. Ừ. Dài. Wow, tôi đã thành tiên rồi. Lấu xong củi thì tay đen thôi, chả có gì cả nha. Ăn đi. Cũng đau tay như kiểu như là ăn ở nhà hàng khách sạn này nha. Đeo vào cổ nằm tập dè à? Của mình riêng, chú nói riêng đã ăn ấy là phải ăn coi như hết mình thì nó mới ngon được, chứ có thỏ tha thỏ thẻ ăn chán lắm. Đúng. Nếu mà ai mà đến nhà chú mà ăn uống cái kiểu như là thỏ tha thỏ thẻ chú cũng không có thích đâu. Xin mời nhá. Đây cũng chẳng kém miếng nào đâu. Đã. Đã đòn. Không cần ăn nhiều thì nó nốt miếng thôi nhưng mà nó phải đã. Được. Đúng. Chí phải. Thầy nói chí phải. Cái này mà nướng lên thì... Nướng lên thì lại dai hơn. Đây là cái thơ trắng trắng này. Mình thêm một tí nửa nữa là nó sẽ ngon hơn. Nó nở ra hơn. Nó phải hết cái trắng trắng lên này. Ừ. Còn hết cái thứ dai đi. Hôm nào bảo phó cả quế làm bữa mắt mồm nha. Ngon lắm, bảo phó cả ngon lắm. Tôi ăn thật mà. Hôm nay hắn đã chạy đi đâu từ sáng sớm rồi. Xin miếng nước. Để thanh lọc cơ thể. Lọc cơ thể ăn tiếp. Nhưng mà ngon thật mà. Ui, có lẽ thì
cuộc vui nào thì cũng sẽ có lúc là phải chia tay các bạn. Mình thưởng thức một vài cái miếng nữa rồi thì mình cũng xin phép là kết thúc video. Và Long Đen cũng hẹn các bạn ở video của ngày mai nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Ăn đi cháu ơi. Wow.